Anh ơi, anh ra ăn đi, không con dậy bây giờ. Ngồi xuống ăn đi, cứ đứng đấy. Ô, sao lại cứ đứng nhìn em thế? Xinh quá à? Phụ nữ lúc làm việc là đẹp nhất đấy, nét đẹp lao động. Đâu, tại anh vừa thấy quần em vừa bị rách mông đấy. Hả? Bị rách á? Đâu, rách ở đâu? Bảo sao vừa nãy em đi siêu thị, em đi mua đồ mọi người cứ nhìn em cười cơ. Rách ở đâu? Chưa rách, mới sắp rách thôi. Anh hết trò đấy à? Đây là anh cảnh báo trước, không đến lúc lại nguy cơ lại rách. Này, em nhìn này. Đấy, vai rách một lỗ to đùng đây này, thấy chưa? Tí nữa khâu vào là được chứ gì. Đùa, chán thế nhở. Nhiều lúc anh chẳng hiểu em nghĩ gì luôn đấy. Sao ăn mặc tuỳnh toàng đấy? Đường đường là giám đốc của một cả một công ty, trông như con bà gà ấy. Ồ hay. Thì bây giờ đến công ty bao nhiêu cặp mắt họ soi mói thì mới phải chỉnh chu. Còn bây giờ về nhà làm gì có ai, có mỗi anh. Vẽ ra để mà ngắm à? Cái gì mà ơ? Anh nhìn xem em có lúc nào mà rảnh để mà đi mua sắm với cả làm đẹp không? Đầu tắt mặt tối, hết cơm nước lại còn nhà cửa. Bây giờ ăn cũng phải tranh thủ đấy này. Ôi mẹ đây. Khách chứ còn gì nữa. Mà sao oxy nhà này buồn cười nhở? Khách đến mà chả chào hỏi câu gì cả. Oxy. Thế còn cái từ nào mỹ miều hơn hai cái từ oxy nữa? Này nhá. Oxy nhà tôi ấy là phải được dạy rõ ràng đàng hoàng. Khách đến ấy là phải cúi người xuống một góc 45 độ. Cúi đi. Cúi. Đấy, đúng rồi. Sau đấy ấy thì phải chào khách. Xong rồi là hỏi khách là đến đây gặp ai, dùng gì, uống gì, hiểu chưa? Đấy là một cái phép lịch sự tối thiểu của một người ô xin. Thôi đi, mau vào gọi anh Hoàng ra đây có đối tác đến gặp đi, nhanh lên. Đối tác anh Hoàng ạ? Kìa, vừa mới nói như thế nào, ô xin thì phải thế nào? Sao lại cứ hỏi vặt lại khách thế? Vào gọi anh Hoàng ra đây. Vâng ạ, thế em mời anh vào đây ngồi ạ. Đấy mà nhìn nữa à? Hả? Ô xin nhà này chẳng khéo thế gì cả. Mau lau đi. Nhưng mà anh làm đổ nước ra, sao anh lại đổ cho ô xin? Ok. Vừa nói như nào, khách làm đổ thì ô xin phải lau. Đừng lấy mà lý sự nữa. Vâng ạ. Cái cô này. Cô này. Sao đấy? Anh Hòa. Anh xem bà đấy, đùa chứ. Em bảo rồi, mất tiền nó thuê ô xin thì phải thuê một đứa nào cho nó tử tế một tí chứ. Đằng này thuê đứa lóng ga lóng ngóng, không biết tí việc gì cả. Anh nhá, vừa lúc ngồi chờ anh ấy, em phải bảo cho bao nhiêu việc ấy. Nhưng mà trông cái bản mặt này, ngu, không bao giờ khôn lên được đâu. Ô xin á? Vâng. Đây là Trang, vợ tôi, giám đốc của công ty đấy. Cái gì? Đây là chị Trang, người mà hô mưa gọi gió ở công ty mà người ta đồn đấy à? Chị ơi, em xin lỗi chị ạ. Em xin lỗi chị tại vì em không biết thôi ạ. Anh Hoàng ơi, hay là cái việc ngày hôm nay ấy, anh em mình để sáng ngày mai lên công ty rồi gặp nhá. Chứ ngày hôm nay em không còn mặt mũi nào để nói chuyện với cả anh chị nữa đâu ạ. Thôi em xin phép anh chị em về trước đây ạ. Em xin lỗi anh chị em về đây ạ. Này, cậu ấy đã tưởng nhầm em là ô xin rồi thì anh cứ để em làm ô xin đi, anh lại còn nói ra làm gì cho ngại.
Chuyện này mà đồn ra ngoài, thiên hạ họ biết được, họ cười vào mặt vợ chồng mình đấy. Em cũng biết là họ cười à? Em cũng biết ngại á? Này, đường đường là một giám đốc, người ta lại tưởng ô xin. Anh chán lắm rồi nhá. Gì đấy? Anh làm cái gì mà cứ giấu giếm thế? Ai chẳng có chuyện riêng. Nhưng mà hôm nay là chủ anh nhật. Anh bận. Lại còn đặt mật khẩu với mình nữa. Em xâm phạm quyền riêng tư quá rồi đấy. Ôi, bây giờ còn ngồi đây gấp quần áo à? Sắp mất chồng đến nơi rồi đấy. Mày từ đâu chạy vào nói linh tinh cái gì đấy? Đây, mày nhìn đi, ảnh vừa mới chụp xong. Lão ấy đi ngoại tình á? Tao đã thấy nghi nghi rồi. Dạo này cứ nhắn tin cười tủ một mình, lại còn đặt mật khẩu điện thoại nữa. Thì 100% là ngoại tình rồi còn gì nữa. Bảo sao gần đây lão chê tao già, chê tao xấu, chê tao bệ rạp. Xong rồi còn lấy cớ cãi nhau để không ngủ chung. Thì ra là lão ấy âm mưu để tao không quan tâm đến lão ấy, để có thời gian đi meo má gà đông à? Thì tao tìm hiểu hộ mày rồi. Hôm nay lão Hoàng nhà mày đi gặp bạn đại học cũ, cũng là đối tác tiềm năng luôn. Mỗi người đều mang vợ với cả người yêu đi đấy. Tao không biết chuyện này. Thì đây, ông ấy dẫn con bé này đi có gì? Thôi, bình tĩnh. Bây giờ mày có gào lên cũng không giải quyết được việc gì đâu. Đi, mày đưa tao đi đến đấy. Đi, đi đi. Anh Hoàng, đối xử với em như thế. Ai? Cô làm cái gì ở bù lu bù loa lên thế hả? Tôi không giữ thể diện cho anh ấy à? Nhìn xem, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Cô là cái thá gì mà cô xem vào chuyện gia đình tôi? Cô là cái thá gì chứ? Quay đủ chưa? Anh, cô nhìn lại bản thân cô xem, cô giống ô xin không? Bảo sao chồng chán chồng chê, chồng mê người khác. Đi đâu em? Các người không được đi. Trang, bình tĩnh lại. Không được, tao không để em vô lỗ khổ đấy được. Đúng rồi. Mày bình tĩnh lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Trang, bình tĩnh lại đi sao nào. Mày thử là tao mày có bình tĩnh được không? Tao đã hy sinh tất cả cho anh ta. Tuổi trẻ, nhan sắc, tình yêu, tao không còn một cái gì cả. Tao biết, nhưng mày phải bình tĩnh đã. Không được, tao phải đi tìm chúng nó. Tao phải đi tìm chúng nó. Đừng nghe, lý trí lên. Mày định đi đánh ghen trong bộ dạng thảm hại như thế này à? Thì càng làm mày thảm hại hơn thôi. Mày nhìn lại mày đi, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì sộc sạch. Mày chưa đủ thảm hại à? Trước mày có như thế đâu. Mày vốn là một cô gái xinh đẹp, cá tính, mạnh mẽ cơ mà. Bây giờ phải lấy lại là chính mình thì mới đường đường chính chính đi gặp kẻ xấu ấy được. Nào, nghe tao, đi về.
Ký đi. Vì cô ta mà đạp đổ cái mái ấm này à? Tôi yêu cô ấy. Ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Này, cô nhìn lại cái bản thân cô đi. Có khác gì người giúp việc không? Hả? Tài sản chia đôi, không cần tranh chấp. Được rồi. Nếu mà anh muốn ly hôn thì tôi sẽ giải thoát cho anh. Công nhận, mặc bộ này thoải mái thật mày ạ. Mà tao thấy thiết kế cũng độc đáo nữa. Khen thừa, đồ ngủ của Hermès Luxury Bikini and Home Square được rất nhiều người nổi tiếng sử dụng nhá. Hàng chất mà giá tốt. Ở chỗ tao, rất nhiều người phụ nữ thành đạt tin dùng bộ ngủ này đấy. Mà công nhận này, người đẹp vì lụa mà lúa tốt vì... Này, này. Thôi được rồi, không đùa nữa. Nhưng mà từ khi mày mặc bộ đồ này lên nhá, là khí chất của mày tăng lên mấy phần luôn. Này, nhớ đấy, phụ nữ là phải đẹp, mà phải đẹp mọi lúc mọi nơi. Tin nhắn mày này. Ô, cái gì đây? Hôm nay em có rảnh không? Bớt chút thời gian đi ăn cơm với anh. Này, lại anh nào tán tỉnh đấy à? Nhiều lắm. Ai bảo càng ngày càng xinh, càng lên hương nhan sắc cơ. Mà, tao hỏi nhá, mày chưa tiến tới với ai là chưa quên ông Hoàng đấy à? Vợ à, anh xin lỗi. Anh bị cô gái làm cho anh mê mệt, lừa hết tài sản rồi, bây giờ anh quay về đây cầu cứu tôi à? Tôi biết, thực chất cô ta chỉ là người của đối thủ cài vào để moi hết thông tin mật ở công ty của anh. Bây giờ anh mất tất cả, anh trắng tay rồi đúng không? Đúng, anh rất ngu ngốc. Đấy là cái giá mà anh phải trả. Trả. Khoảng thời gian qua, điều làm anh khó chịu nhất đó chính là anh đã gây ra lỗi lầm với em. Anh không mong cầu em sẽ tha thứ cho anh. Anh chỉ mong anh được nói lời xin lỗi với em. Trang, anh mong em hạnh phúc. Trang, trải qua bao nhiêu điều anh mới biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Anh đã đánh mất đi người mà mình yêu thương nhất, người quý giá nhất đối với mình. Nếu thời gian quay trở lại, anh sẽ không thể để em tổn thương thêm một lần nào nữa đâu. Từ nay trở đi, anh không được làm tổn thương em nữa. Từ giờ, em sẽ là nóc nhà của anh. Anh rõ chưa?